Context, hiểu về cái activity và vòng đời của activity. Thì phần 1 là các bạn nói về activity nào: service, content provider, postcard receiver, intent, context. Thì các bạn sẽ lưu ý như sau: cái phần service sẽ được học ở Android nâng cao, content provider, postcard receiver là học ở ba cái này nè, là học ở Android nâng cao. Còn trong môn này của chúng ta sẽ học activity, intent và context. Được chưa? Đấy, còn ba phần này là cô chỉ nói lướt qua thôi, giới thiệu thôi. Các bạn sẽ học kỹ vào Android nâng cao nhé. Activity và vòng đời của activity. Đấy, cái này ta đi sâu vào cái này. Và cái này các bạn lưu ý nè. Ví dụ như sau này các bạn đi phỏng vấn với Android, người ta sẽ hỏi các bạn là cái activity và cái vòng đời nó như thế nào. Tức là các bạn phải nói được. Đấy. Cho nên là cái phần này là những cái phần cốt lõi, cho nên cô sẽ giảng kỹ ha. Rồi, các cái thành phần cơ bản thì ta thấy là ta sẽ một số thành phần như sau: activity, service, content provider, postcard receiver và intent. Đây có 5 cái. Intent này các bạn thấy 5 trung gian, nó có lý do, đúng không ạ? Bản chất là nó có 4 cái chính, còn intent này là cái trung gian. Ok. Vậy cái activity là gì? Thì cái activity nó là tầng trình diễn của ứng dụng, có nghĩa là nó chính là phải kết hợp với cái layout, nó phải có cái giao diện. Hiểu không ạ? Thì bữa cái hai buổi đầu ta làm về activity rồi, đúng không? Thì một cái activity thì nó sẽ kết hợp với một cái giao diện, cái layout XML, đúng không ạ? Đấy, và các bạn có thể show được cái layout và tương tác được với cái layout. Ok. Đó. Giao diện người dùng của ứng dụng được xây dựng dựa trên một hoặc nhiều activity, đúng không ạ? Mỗi activity thì là nó kế thừa từ cái activity gốc, hoặc là kế thừa từ cái app compact activity mà các bạn hãy thấy đó, đúng không ạ? Đấy, activity có thể dùng được fragment và view. Cái fragment này các bạn sẽ được học trong cái môn giao diện Android, tức là môn tới. Trong cái môn này chưa giới thiệu về fragment, nhưng bạn nào mà có nhu cầu mà muốn học thì cô cũng chỉ cho các bạn, đúng không ạ? Còn nếu như không thì ta để cái môn sau chúng ta sẽ học. Đấy, hiển thị thông tin tương tác hoạt động người dùng nè. Ok. Activity gồm một class Java và một file XML. Ok. Nó dùng để thiết kế giao diện người dùng. Rồi. Còn service, service là một cái thành phần nó đặc điểm là nó không có giao diện các bạn ạ. Service nó chạy ngầm. Mà chạy ngầm thì đâu có giao diện, đúng không ạ? Đây. Thì ví dụ như là một số cái ứng dụng mà sử dụng cái service, ví dụ như download, thì các bạn thấy là các bạn down ở trên mạng về, xong các bạn tắt chương trình đấy, khi nó vẫn down tiếp tục, nó vẫn down tiếp, đúng không? Nó kéo xuống, nó chạy, thì thực ra cái đấy là service. Hoặc là cái này cũng dùng service này các bạn. Ví dụ như các bạn mà thấy là cái email của mình ấy, khi mình không mở email mà email vẫn tự động nó get về, đúng không? Nó bắn cho mình thông báo là có mail tới, đúng không ạ? Thì thực ra là người ta đã cài một cái service ở trong đấy, để nó khi có cái email tới thì nó sẽ gửi thông báo các bạn là có email. Và các bạn dùng điện thoại ấy, các bạn hay thấy là lâu lâu các bạn có thể bắn cái notification ở phía trên này nè. Cái đấy gọi là notification, hiểu không ạ? Phía trên này nè, các bạn thấy nó cứ chạy, nó chạy phía trên này. Kể nó đi. Vậy đó. Thì ở phía trên, đúng không? Thì cái đấy ta gọi là các cái gì ạ? Các cái thông báo, đúng không? Thì thông báo đấy thông thường các bạn thấy là các bạn không hề mở ứng dụng, mà tại sao lại có thông báo, đúng không ạ? Thì cái đấy là do cái service người ta cài trên máy các bạn rồi. Khi các bạn cài ứng dụng đó thì người ta cài luôn một cái service lên đấy. Và khi có thông báo gì từ cái đơn vị đấy thì nó sẽ gửi thông báo tới. Thì các bạn sẽ thấy là lâu lâu các bạn sẽ vào một cái website, các bạn thấy là bạn có cho phép gửi thông báo hay không, lâu hoặc là đi nào không cho phép, đúng không? Cho phép hoặc không cho phép, đúng không? Thì thông thường các bạn muốn không bị làm phiền ấy thì các bạn không cho phép luôn. Các cái web nó hay có các bạn,
để nhận các cái tin tức hay nhận cái gì của cái web á, hiểu không ạ? Đấy thì cái đấy người ta dùng service. Ok, thì service có hai loại, tức là một số công việc chạy theo nền, hoặc là một số công việc mà các bạn chạy cũng chạy nền nhưng mà lại nó có một cái giao diện, ví dụ nó có cái ví dụ như cái nhạc nó có cái màn hình để các bạn bấm next 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 các thứ á, hiểu không ạ? Đấy, các bạn có hai loại service đấy. Content provider thì cái này cô lướt qua nhá, thì nó chính là một cái cơ sở dữ liệu ở trên cái Android các bạn. Nó gồm cái gì ạ? Có thể là danh sách cái contact list, đúng không ạ? Danh sách người dùng nè, đúng không? Ta gọi là contact nè. Hai, hoặc là cái cơ sở dữ liệu SQLite nè, xem một số cái ví dụ như là bookmark nè. Đó, vân vân, rất là nhiều thứ. À, nó có sẵn ở trên trong cái Android cái máy Android các bạn á, tức là cái machine các bạn luôn. Ok. Tiếp nè, cái broadcast receiver. Broadcast receiver là cái trình mà gửi và nhận. Thì người ta cũng có hai loại luôn. Một loại là tức là ta sẽ nhận nhá. Receiver là nhận, hiểu không ạ? Nhận những cái tín hiệu từ hệ thống. Đó, ví dụ như thế này các bạn, cái sự kiện từ hệ thống, tôi lấy ví dụ như này nhé. Các bạn thấy là khi pin các bạn hết, đúng không? Điện thoại các bạn pin là hết, thì cái đấy là tự động nó sẽ bật ra cái thông báo là pin các bạn còn bao nhiêu phần trăm. Thì các bạn, người ta cài sẵn một cái chương trình ở trên máy, hiểu không? Đấy, cài sẵn một cái chương trình trên máy. Và khi mà cái mức mà pin nó đạt cái mức ví dụ 10%, lập tức là cái sẽ có gửi thông báo cho mình để mình biết là pin sắp hết, hiểu không? Đấy, thì cái pin á, là cái tín hiệu của system, của hệ thống. Tại vì là tôi đâu có làm ra pin đâu, nó cái mức độ pin là do hệ thống nó trả về mà, đúng không ạ? Nó phát ra tín hiệu, nó gọi là một cái sự kiện, nó phát ra từ cái machine của bạn, cái system, thì các bạn nhận biết. Hoặc là chế độ, nhiều chế độ lắm, chế độ ví dụ như call phone, điện thoại đến thì nó sẽ báo cho các bạn cái gì đó, đúng không? Message đến như nào đấy. Hay là bật các chế độ, ví dụ như là các cái mode, ví dụ như là airplane, chế độ máy bay chẳng hạn, airplane mode các thứ. Khi bật chế độ máy bay thì những cái chương trình khác nó bật ẩn đi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì các bạn là cái broadcast receiver nó được nhận cái tín hiệu từ cái system, các cái event của cái system, event, thì sau đấy là các bạn nó sẽ thực hiện công việc gì đó do các bạn muốn, đúng không? Có một loại thứ hai, có nghĩa là các bạn tự tạo ra cái tín hiệu đấy. Ngoài cái hệ thống, các bạn tự tạo ra được tín hiệu các bạn, thì khi mà các bạn bắt được tín hiệu thì các bạn sẽ thực hiện công trình chương trình gì đó. Có nghĩa là có hai loại tín hiệu. Các bạn là receiver, là chỉ nhận, đúng không ạ? Nhưng mà cái tín hiệu thì lại có hai loại tín hiệu. Một tín hiệu là do system và một tín hiệu là do mình tạo ra. Hiểu không? Mình viết được chương trình luôn, tạo ra được cái tín hiệu đó luôn. Hiểu không ạ? Cái này thì các bạn học xong. Đấy. Intent thì cũng có là hai loại intent. Đó là implicit và explicit. Thì là implicit thì nó chỉ có ghi gì ra action và data thôi. Và explicit là thể implicit là ẩn đó các bạn. Còn explicit là hiện tường minh á. Action, data và component. Các bạn đã dùng intent này rồi, các bạn biết rồi, đó là trong cái main manifest á, có cái intent filter mà các bạn có một cái action á. Action là main, đúng không? Một cái là main, một cái là launcher, các bạn thấy không? Thì cái đấy là ta đã thấy rồi, nó chính là intent đấy, đúng không ạ? Đấy, intent thì nó sẽ làm cho các bạn một cái nhiệm vụ như sau. Một nè, nó giúp các bạn chuyển dữ liệu và cái hành động từ một activity này sang một cái activity khác, hiểu không ạ? Từ một activity này sang một activity khác, đúng không ạ? Và cái việc mà action cộng data đây này có thể như sau. Có thể lúc chuyển các bạn kèm dữ liệu, có thể lúc chuyển không kèm dữ liệu. Nhưng mà đã muốn chuyển activity phải dùng intent. Tí nữa tôi sẽ làm cái demo về chuyển activity cho các bạn nhá. Ok. Các thành phần khác của intent là category launcher, các bạn biết rồi. Cái này là activity xuất hiện ở launcher, tức là chạy đầu tiên đó, đúng không? Ta làm rồi. Category preference, extra tức là cặp dữ liệu, là key và value để chuyển dữ liệu đi. Tí nữa ta demo cái này ha. Một số cái các flag cần thiết, cái cờ.
cái này là dùng để hướng dẫn các bạn cách cái hệ thống cách khởi tạo activity. Rồi, ok, truy cập các thành phần ứng dụng. Vậy activity và service thì được khởi tạo như thế nào? Đây, thì cái này là thảo luận thôi ha. Tức là trong Java thì viết class được thực hiện một số công việc là nó giống trong Android. Tức là nói chúng ta sử dụng Java mà. Trong Java để chạy thì viết phương thức main. Còn cái này thì Android thì không có chạy để trong phương thức main mà nó sẽ để trong manifest để chạy. Tại vì Java các bạn muốn chạy á, học Java 1, Java 2 á, muốn chạy đúng không? Thì phải có cái hầm main. Đúng không? Ông này thì khác một chút, đúng không? Thôi cái này thảo luận thôi ha. Context. À. Cái này nè, context là lớp, cái lớp context cung cấp cái việc truy cập tới các cái chức năng và dịch vụ hệ thống. Tức là nó sẽ có cái context, nó giống như một cái môi trường các bạn. Đúng không ạ? Một cái môi trường. Tôi lấy ví dụ như thế này, bữa trước ta đã dùng tới cái thoughts. Cái thoughts.mactech thì nó tôi demo tôi nói nha. Thì cái thoughts.mactech đó. Trời. Ông này ông ngồi cười không à? Đây. 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 Cái gì trời? Pen. Đây. Đấy các bạn dùng cái thoughts này chưa? Dùng cái thoughts này chưa? À. Đúng chưa? Ok, chấm make text đúng không? Rồi, thì trong cái đối số đầu tiên của nó chính là context. Đúng không ạ? Thì bây giờ cái thought nó phải được hiển thị ở đâu? Ta phải kiếm chỗ cho nó hiển thị. Tại vì cái context đấy là như là môi trường để bạn thực hiện một công việc vậy đó. Đúng không ạ? Đây. À, activity và service nó đều tự động nó kế thừa context. Bản thân activity là một cái context luôn. Thì trong cái service mặc dù nó không có giao diện nhưng nó vẫn có cái đối tượng context. À. Ok. Rồi broadcast receiver có chứa tham số context có thể dùng luôn. Tức là có sẵn ở trong đấy. Nhưng bản thân nó không phải context nha, nó chứa tham số thôi. Ok. Rồi content provider thì nó gọi hàm get context để lấy context. À. Tức là phải có context này các bạn ạ. À. Thì các cái thành phần giao diện, các thành phần mà các bạn nằm ngoài cái giao diện các bạn của nó mới chạy được. Những cái tốt bản thân các bạn không chỉ nó là cái context nào thì nó không nó thể hiện được ở đâu hết, đúng không ạ? Nó không có biểu diễn được, nó không trình bày được. Đấy, sau này các bạn sẽ nhiều cái sẽ phải dùng tới context này. Được chưa? Đấy. Ok. Rồi. Tôi giới thiệu sơ một chút về các cái tính năng nha. Bây giờ cô sẽ nói đến cái activity và vòng đời của activity. Thì thế này đi, cô ngưng cái lý thuyết ở đây. Cô bổ cái lý thuyết này cô để sau. Bây giờ cô sẽ làm demo trước. Nếu không các bạn sẽ ngán, học nhiều lý thuyết quá mà nó ngán. Thì cô sẽ làm cái demo thứ nhất là demo về intent này các bạn. Activity và intent nha. Ok. Còn cái phần activity vòng đời của nó thì phải nói hơi bị dài. Được chưa? Đấy, thì intent cô sẽ giới thiệu kỹ về intent các bạn chú ý nhá. Ok. Lớp mình là 06 đúng các bạn? 06. Rồi trật tự các bạn ơi. Keep silent. Rồi các bạn nhìn nào. Siêu. Ngay nào. À, bây giờ cô sẽ tạo một cái package để cô tách nó ra. Cho tự mấy đứa. Click chuột phải nhá. New một cái package nè. Thực ra package giống như là một cái thư mục á, các bạn tách nó ra để các bạn cho gọn và dễ nhìn. Cái này cô để là bài buổi 2 ha. Buổi 2 nè.
Cuối 2 này. Nói 2 mà gõ 1. Vậy đó. Package. Thông thường cái tên package các bạn sẽ gõ thường, chữ thường. Đó. Các bạn để ý là tên class là chữ đầu tiên là viết hoa. À, nhưng mà tên package là viết thường hết. Cái này là quy ước, không ai bắt buộc. Nhưng mà nếu mà gõ hoa nó cũng không có bỏ lỗi. Nhưng mà đây là quy ước ha. Rồi. Ok, các bạn new một cái activity cho cô nè. Đây nha. À khoan. Từ từ đã. Rồi từ từ. Cái login của cô nè. Xong cô vào main. Ok, bây giờ nè. Sau khi đăng nhập thành công. Bữa trước cô demo đăng nhập rồi đúng không? Tốt rồi đúng không? Bây giờ sau khi đăng nhập thành công, cô sẽ nhảy sang cái gì ạ? Main. Đồng ý không? Đồng ý không? Đấy, đăng nhập thành công, cô sẽ nhảy sang cái anh main. Cái main này các bạn à... Ôi, để con trên leo ạ. Cũng được. Đây này, cô để đấy là hàm main. Đấy. Trang chủ. Ok. Cô sang code cô gõ cho nó nhanh. Đây cô để là text size là 30 SP đi. Đó, ok. Rồi. Cái trang chủ nhá. Được chưa? Rồi bây giờ nè. À, cô chạy trước nha. Chạy các bạn nhìn trước nè. Là đầu tiên cô sẽ chạy vào trang login. Cô nhấn mà lúc đăng nhập nếu nó báo thành công. Đúng không? Nó tốt là thành công xong nó nhảy sang cái gì ạ? Nhảy sang trang main đúng không? Đấy thì ta phải dùng intent. Tức là để chuyển từ một activity này sang một activity khác thì các bạn phải dùng intent. Đúng không ạ? Rồi cái này chạy rồi ha. Bây giờ cô click vào đăng nhập. À, username password không có nè. Cô click vào đăng nhập nè. Thì nó báo thành công xong nó nhảy sang cái trang kia. Thì ta viết như sau. Đây. Button đăng nhập nè. Đấy nó tốt username password nè. Cái này các bạn comment nó lại đi ha. Các bạn sẽ Ctrl V. Đấy cái này các bạn bảo là đăng nhập thành công. Đăng nhập thành công. Ok. Sau khi đăng nhập thành công thì các bạn nhảy nhìn nè. Chuyển sang cái main activity thì cú pháp của nó sẽ là như sau. Đầu tiên ta phải tạo một cái intent, tức là cái này là intent mà không chuyển dữ liệu nhá, chỉ nhảy sang activity thôi, không có, nó không mang dữ liệu theo. Tí nữa tôi sẽ làm một cái demo các nó sẽ mang dữ liệu theo ha. Cái này không có dữ liệu, nó chỉ nhảy từ activity này sang activity kia thôi. Thì đấy ta để sẽ là intent này các bạn. Các bạn gõ đến đây thôi, đừng gõ hết mà các bạn enter. Tại sao cô lại chỉ như vậy? Bởi vì khi các bạn enter như vậy á, nó sẽ tự động nó import cái intent vào. Nếu các bạn gõ xong mà các bạn thấy đỏ đỏ á, có nghĩa là các bạn chưa import. Phải có import cái Android content intent này vào mới ok nè. Hiểu ý không ạ? Cho nên là khi cô gõ cái nó tự động nó import luôn. Còn nếu nó không import á, à các bạn lỡ gõ mà nó không import, các bạn thấy nó màu đỏ chưa ạ? Thấy chưa? Cái intent nó sẽ bằng new intent. Thấy không ạ? Nó bảo lỗi đỏ luôn. Đấy, nó bị màu đỏ luôn. Thì nếu cứ gặp lỗi này là các bạn chưa import thì các bạn có một cách là các bạn gõ, nếu không nhớ thì các bạn nhấn Ctrl cách. Nhấn gõ cái phạt. Được chưa? Thế lỗi. Được chưa? Ok chưa? Đó. Rồi, nghe nè. Đối số thứ nhất sẽ là cái context, nghĩa là tôi đang ở cái vị trí nào. Tôi đang ở là cái login activity chấm đít. Chấm đít có nghĩa là context ha. Phẩy. Tôi muốn nhảy sang anh nào thì tôi gõ anh đấy vào main activity chấm class. Đấy. Ok, thấy chưa? Package context nè. Đây class nè. Sau đấy các bạn dùng câu lệnh là start activity. Start activity đưa cái intent vào là xong. Và cái anh này chính nó thì các bạn đóng luôn. Cái này tôi nhấn là finish login
thì cũng chẳng cần finish. Được chưa? Nó tự ẩn. Về cơ chế của activity là khi tôi mở một activity khác thì activity login này nó sẽ bị đè xuống dưới. Hiểu không ạ? Nó theo cơ chế nạp trông các bạn. Thì nó sẽ cái login. Đây, tôi sẽ để cái pen các bạn có nhìn nha. Đây, cái này là tôi có cái login activity. Được chưa? Cái này của cô sẽ là cái login. Login activity. Khi tôi open một cái activity khác thì nó sẽ mở ra một cái là, cái này tôi để là cái gì ạ? Cái này là cái này là main đúng không? Main activity. Thì cái main này nó sẽ đè lên cái login. Tức là login nó vẫn đang chờ, nó ở chế độ gọi là chế độ pause, on pause. Tức là đang tạm ngưng, đúng không? Đấy, khi nào mà các bạn tắt cái ông main này thì ông login tự động nó sẽ on resume. Có nghĩa là nó sẽ mở lên, resume mở lên. Hiểu không ạ? Ok. Được chưa? Thì nó theo cơ chế gọi là cơ chế nạp trông nha. Rồi, ok. Đây. Tiếp nha các bạn. Bây giờ tôi chạy nè, run lại nè ha. Run lại nha. Run lại thì nó sẽ nhanh hơn. Run lần đầu bây giờ nó cũng chậm. Các bạn thấy run lại nhanh chưa? Đấy. Mấy bạn mà cứ RAM 2GB và RAM 4GB là nhìn thèm thuồng. Sao cô chạy nhanh dữ vậy? Rồi nhìn nè. Cô đăng nhập nha. Nhấn đăng nhập nè. Cô hơi khiêu khích nè. Đăng nhập nè. Click chuột đăng nhập cái nó báo là thành công. Nó nhảy sang trang chủ luôn, thấy không? À, bây giờ tôi back lại nè. Thì nó quay về anh này. Thì anh này sẽ ở chế độ là on resume á. On pause, nó tầm dừng cái. Xong khi mà khởi động lại thì nó sẽ on resume. Ok. Rồi, đây là một cái demo thứ nhất ha. Bây giờ demo thứ hai. Demo thứ hai bài toán là tính tổng hai số đi ha. Đây. Nhập. Bây giờ nè, tôi sẽ làm buổi hai là tôi sẽ làm một cái demo như sau. New. Một cái activity. Empty activity nhá. Được chưa? Xong đặt tên cho nó. Bây giờ đặt tên, các bạn đặt tên là bài tính tổng ha. Tôi nhập hai số và tính tổng. À, hoặc là bây giờ đi tôi nhập mà đúng rồi. Nhập hai số, nhập thông tin của người dùng đi ha. Tôi submit sang bên kia rồi nhìn nè. Đây là user hay là sinh viên đi. Sinh viên. Ok. Finish. Chờ tí nhá, nó load chưa xong các bạn. Rồi ok. Rồi error nó bị lỗi các bạn nhá. Các bạn nè, gặp trường hợp này nghe nè. Gặp trường hợp này thì tại sao error nó bị lỗi? Nhìn nhá, để fix cái lỗi này nè. Error hiện tại là error nó phải nằm ở package ở ngoài. Bây giờ các bạn đã vào nó trong một package rồi. Thì các bạn phải import cái error này mới chịu. Các bạn để con trỏ ở ngay chỗ vị trí error. Các bạn nhấn Ctrl cách một cái. Thấy chữ error chưa? Click đúp vào đây. Hết lỗi chưa? Thấy import error vào chưa? Tại vì nó khác package cho nên các bạn mới phải import vào. Cùng package thì không phải import nhá. Đây. Lâu lâu các bạn có những cái tình huống như vậy để mình biết mình fix lỗi. Hiểu không ạ? Đấy, sau này các bạn sẽ gặp như vậy, các bạn sẽ biết là fix ha. Rồi, tiếp nha. Bây giờ cô sẽ tạo cái giao diện, cô nhập thông tin của sinh viên. Nhập thông tin của sinh viên. À, cái này đang để cái constraint layout, tôi đổi nó thành linear layout cho dễ nha. Các bạn bôi đen cái đấy, các bạn gõ linear layout. Xong các bạn thêm cho cô một dòng này nữa là orientation. Cái dòng này bắt buộc, vertical, không thì nó không chạy đâu. Rồi bây giờ các bạn mới kéo thả anh này vào nè. Cái này là cô để là họ tên sinh viên. Cái này là plain text nha. Là nó là edit text đó. Rồi cái thứ hai nữa là ví dụ như cô để tiếp là điểm chẳng hạn. Điểm chẳng hạn. Đấy, các bạn để cái này là txt
họ tên. Cái này là để txt điểm, phải đặt tên cho nó để gọi ha các bạn. Cái này là cô sẽ cứ nhắc hoài vậy đó ha. Cô xóa cái này đi, cô xóa cái này đi. Cô để cái hint, đúng không? Nhập họ, họ tên. Cái này là hint. Nhập điểm. Ok. Rồi có thêm một cái button là button submit ha. Và cái button cô nắm, cô kéo thả, cái này cô để là submit ha. Đó. Đây. Button là button submit. Cái này là submit ha. Ok, bây giờ nè. Khi cô gõ họ tên, cô gõ điểm xong, cô nhấn submit một cái, nó sẽ nhảy sang một cái activity thứ hai để hiển thị toàn bộ thông tin của người này. Đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn nhá, cô sẽ tạo một cái activity mới. New một cái activity. Nhấn là empty. Ok. Sau đấy các bạn gõ là thông tin sinh viên. Đó, nhấn finish. Lại bị error thế không? Đương nhiên nó sẽ bị error. Các bạn cắt cách một cái, enter, hết lỗi. Được chưa? Rồi trong này các bạn sẽ để hai cái text view các bạn nhé. Để hai cái text view. Ồ, Ctrl Z đi các bạn. Ở đây tôi đổi thành cái gì đấy ạ? Linear cho dễ ha. Linear layout cũng horizontal orientation vertical. Rồi, bây giờ tôi nằm kéo này các bạn. Kéo một cái, kéo hai cái text view. Bây giờ sang đây tôi sửa nè. Text view 1 là text view họ tên đúng không? Cái này là text view điểm. Ok. Rồi, ở đây bỏ hết cái này đi, bỏ hết cái này đi. Nếu các bạn cần thì để đây là họ tên. Cái này là để là điểm. Được chưa? Ok chưa? Rồi cô để cái button nữa. Thêm vào cho nó để cô tôi đóng nó lại ha. Button nữa để finish nó thôi. Rồi kích thước thì tôi sẽ để như sau. Để là bây giờ nè. Cái này làm cho vui nha, không bắt buộc đâu. Thứ nhất là các bạn sẽ để ý một chút nha, cái này nhấn mạnh xíu nè. Cô sẽ làm CSS cho nó đúng không? Đầu tiên là cô để cái margin. Margin, dù như là margin top, margin là để là 20 dp. Được chưa? Cái này là text size. Text size cô để là 24 sp. Rồi, cái gì nữa? Rồi. Không. Phông text nhầm, ông cứ nói phông, cứ gõ phông bị liều. Text color. Nhớ các bạn để là primary đi. Đấy, màu xanh đậm. Rồi. Hay là rồi ok vậy thôi, các bạn nhìn này nè. Hai ông này tôi copy xuống nè, nhìn nha. Thật nó là text view đúng không? Có copy xuống được chưa? Thì các bạn thấy là hai ông này nó trùng nhau đúng không? Bây giờ nhìn nha, tôi sẽ làm một cái công việc rất là thú vị như sau. Tôi sẽ vào res, tôi vào value, tôi vào style. Tôi sẽ tạo một cái style cho nó, đúng không? Style. Đó, name của tôi là text view, view style. Hay là đặt tùy, đặt sao cũng được. Tùy, đúng không? Đóng nó lại. Bây giờ trong style nè, các bạn chỉ cần copy cái này vào thôi. Nó giống, viết giống nha. Rồi đổi cái tên này, cái name này nè. Là text view style nè. Đấy. À quên. Cái name. Nhầm. Đâu rồi. Đây. Cái tên nè. Cái tên lấy cái này nè. Sorry. Đây. Lấy, tôi copy luôn ba ông này sang cái dễ nha. Cắt luôn ba ông này. Được chưa? Rồi tôi đưa sang đây. Tôi Ctrl V đây. Đó. Cái thứ nhất là tôi để cái này. Ctrl C, Ctrl V vào đây đúng không? Còn cái này tôi sẽ là 10 dp đúng không? Đấy, 10 dp.
phần Android luôn, xin lỗi đây, cả đơn C đây, nhiều khi cũng liều liều lắm đó, thấy lỗi chưa? Rồi tiếp nè, item nè, name nè, copy luôn cái anh này vào, thấy không? Đó, đóng lại, cái này là 224SP, rồi anh này là text color nè, item nè, màu nè, đấy là color primary, dùng cái đứng trên á, đúng không? Ok, xóa hết mấy ông này đi. Đó, bây giờ cô dùng nha, text view style là của cô đúng không? Cô dùng nè. Thì bây giờ tôi sẽ để là style là style set text view style, được chưa? À, bây giờ cô copy xuống. Đây. Ok chưa? Cô thấy giống CSS của HTML không? Tương tự thôi. Nó chỉ là do cách viết thôi nhá. Bây giờ cô muốn thêm cái này cho nó in đậm chẳng hạn, cô chỉ cần vào đây cô thêm cái nữa. Cô thêm cái nữa là item Android ở cái gì nhỉ? Cái text style cái này cô để là bold. Ok. Đấy, bây giờ chạy thử nha. À, chưa chạy được. Bây giờ phải cho cái này chạy, sinh viên activity chạy trước. Rồi. Bây giờ để cho cái sinh viên activity chạy trước nè, cái này thì tính sau nè ha. Đây, tôi sẽ vào manifest, tôi vào sửa đây. Cho cái sinh viên activity chạy trước thì tôi chỉ cần tôi bóc cái anh này thôi, Ctrl X. Tôi thả vào đây thôi, đóng nó lại. Đúng không? Thả vào đây thôi. Xong chưa? Là anh này sẽ chạy đầu tiên chứ gì? Đúng ạ. Ok. Rồi run nha. Run cho nó chạy trước đi. Đó, rồi. Bây giờ nhìn nào. Bây giờ cô sẽ click chuột vào submit, nhập dữ liệu nha. Sinh viên à. Cô sẽ nhập dữ liệu vào sinh viên. Xong đấy cô sẽ cho nó đây. Cô sẽ nhập họ tên là, ví dụ là Nguyễn Văn A. Đó, xong là 10 điểm cô nhấn submit cái thì nó sẽ gửi cái dữ liệu sang cái trang thông tin sinh viên. Đồng ý không? Ok. Ok. Rồi. À, bây giờ ta sẽ làm như sau. Cái này là cô nói từng bước các bạn nhìn nha. Bước 1 nè. Tôi phải tham chiếu tới các cái thành phần của nó, được chưa? Từ nay ta thể có 3 thành phần, một là cái edit text, hai edit text và một cái button, đúng không? Thì cái này là tham chiếu tới thành phần làm sao? Bạn gì em, what's your name? Hả? What's your name? Tên gì? Kha hả? Rồi Kha, bây giờ phải làm sao Kha? Hỏi ông như ông tỉnh ngủ thôi, không gì hết. Trả lời đi con. Bây giờ cô muốn tham chiếu tới thành phần của nó, cái này bài trước hướng dẫn rồi, ta phải làm sao? Đọc một cái keyword nào đấy thôi. Ai nói được? File gì? Đúng rồi, file view by ID thôi. Bây giờ trước tiên là các bạn phải khai báo, đúng không? Khai báo biến. Ta có hai edit text thì ta phải khai báo hai cái edit text, đúng không? Đó, cách cái edit text họ tên và edit text điểm, đúng không? Đấy, sau đấy thế nào nữa? Button, đúng không? Rồi, tiếp tục Kha đọc cho cô tiếp đi Kha. Submit. Rồi đọc tiếp. File như nào? Đọc câu lệnh. Chưa gì đã file, làm sao file được? Làm sao? Tham chiếu mà. À đúng rồi, edit text họ tên bằng gì hả? File view by ID r.id chấm gì hả? Txt họ. Họ tên đây nè. Thấy chưa? Rồi. Copy anh này. Cái này là tham chiếu, cô lệnh tham chiếu nha ba ông. Tôi thể là edit text điểm. Txt điểm. Ok, button submit. Cái này là button submit. Ok.
Xong chưa? Rồi bây giờ mình nhấn on click này, nhìn nào. Bây giờ mình đến sự kiện on click nào. Cái này nếu không có dòng này là nó sẽ báo lỗi ngay nhá. Nó bảo là cái này là null void exception liền. Hoặc cái này sai nó cũng báo ha. Rồi butter submit chấm set gì ạ? On click listener. Xong đấy là new on click listener. Thấy không? Các bạn về nhà chịu làm là quen à. Cái này nó dễ à, làm nhiều riết nó quen. Hiểu không ạ? Làm đi khoảng 5 bài kiểu gì cũng thuộc lòng. Ok. Rồi bây giờ nè, đầu tiên tôi phải lấy hai giá trị này đã, họ tên và điểm đã. Thì là lấy như nào? Ai chỉ cho cô cái nhờ. Lấy nào ạ? À string, chính xác. Yeah. Họ tên gắn bằng et. Họ tên chấm get text, chính xác. Chấm to. Rồi ok, chuẩn. String điểm. Bạn nào thích làm double W điểm không? Double điểm hả? Double điểm sẽ gắn bằng gì ạ? À? E. Tức là double chấm cái đá đúng không? Pass gì ạ? À? F kiểu thành double đá đúng không? Sau đấy là gì ạ? À? Et điểm chấm get text chấm to string. Ok chưa? Alright. Ổn rồi. Rồi bây giờ nhớ rồi tiếp nè. Cái này mới là vấn đề quan trọng nè. Tôi phải gửi hai thông tin này sang activity kia. Hiểu không? Bây giờ tôi phải gửi nó đi. Gửi nó đi. Bây giờ gửi đi thì đương nhiên phải intent nha. Bước 1 là ta phải tạo intent đã. Intent y gắn bằng new intent. Đó, cái này là ta sẽ có là sinh viên activity chấm dit và nhảy tới cái thông tin sinh viên chấm cơ class. Được chưa? Đó, đó là được bước 1. Bước 2 nè, bây giờ gói dữ liệu nè. Có hai cách để gói dữ liệu. Cách thứ nhất là các bạn dùng cái intent này các bạn add dữ liệu vào luôn, put extra luôn. Cách thứ hai là ta tạo một cái gói, ta gọi là bundle. Tạo một cái gói ha, bundle. Ta tạo một cái gói là bundle. Cái gói bundle sẽ gắn bằng new bundle. Đó. Sau đấy ta mới add vào dữ liệu vào bundle như kiểu là các bạn lấy cái giỏ á, add hết dữ liệu vào giỏ. Hiểu không? Sau đấy mình chỉ quăng cái giỏ này đi thôi. Hiểu không? Hiểu hiểu ý không? Rồi bây giờ add dữ liệu vào giỏ nè. Bundle chấm put string. Put string là cái key của ta. Ta có hai đối số là key. Cái key của ta là gì ạ? Là họ tên phẩy giá value của ta là ht. Đấy, bundle put double. Thấy không? Key của ta là điểm. Còn cái này ta để là điểm. Cái key là gì? Cái key là cái khóa để thì nó ta lấy lại. Ta sẽ lấy theo cái key ha, giống như đặt tên của nó xong mình lấy ra vậy đó. Tôi đặt quả táo thì gặp quả táo tôi sẽ móc quả táo ra đúng không? Cái kèo tôi lấy cái kèo tôi lấy cái kèo ra, hiểu không ạ? Thì cái đối số thứ nhất là cái key. Đối số thứ hai của ta sẽ là giá trị của nó. Thì tôi muốn lấy giá trị thì tôi phải lấy thông qua cái key này. Hiểu không ạ? Rồi xong đấy tôi mới đẩy dữ liệu nhá. Cái này nè là intent.put extra put bundle. Đây là bundle. Đây là put đi. Put extra rồi extra đi. Ta để cái bundle vào. Đây là data nè. Đấy, cái phẩy, cái b, bundle vào. Đấy. Ok, rồi, bây giờ nhìn nè. Cô mới gửi cái dữ liệu đi. À, ta có start activity. Đưa cái intent vào là xong. Được chưa? Ok, rồi chạy thử nhá.
chạy thử đỡ ngán đúng không? Chà rồi. Rồi xong rồi. Chết rồi. Đúng rồi. Ờ cho cô mượn với. Thôi. Nhưng mà tí nữa sao trả em? Ở lớp khác thì lại mượn của lớp khác đúng không? Thế hả? Công chúa. Ngồi cạnh mấy ông nhiều chuyện. Ngồi nó. Ê, nó từ nãy giờ tôi giảng là nó ngủ á. Thì cái tôi hết giảng ông nó hỏng chuyện ông tỉnh như sao. Bó tay ổng luôn. Ngủ như con lão. Chỉ được cái này đúng. Này. Chạy nha. Rồi đây nè. Bây giờ cái này ABC. Nói đúng còn nói to thì nhá. Submit cái nè. Thì nó sẽ nhảy sang đây. Nhưng mà cô chưa lấy cái điểm ra được nhá. Thì bây giờ cô sẽ lấy điểm. Rồi cái button sao dính cái này cô bị nhầm á. Bây giờ cô lấy điểm đó nha. Cô bị nhầm cái layout giao diện á. Cô cóp nhầm cái giao diện. Đấy. Thông tin sinh viên. Bây giờ nè. Cô đẩy sang rồi. Nhưng mà đấy. Cô đẩy sang rồi. Nhưng mà vấn đề là vấn đề là cô chưa còn lấy dữ liệu ra. Bây giờ nhá, cái bước thứ hai của cô sẽ là bây giờ lấy dữ liệu ra, đồng ý không? Lấy dữ liệu đổ ra đây nè. Được chưa? Thì bây giờ ta phải sửa vào thông tin sinh viên. Bây giờ các bạn nhìn nè. Vậy trong cái thông tin sinh viên ta sẽ có một trường, hai trường này ta cần để lấy ra. Là cái tech view nè. Các bạn nhớ nhá, bên này tech view thì bên kia các bạn phải dùng tech view nha. Bây giờ ta sẽ có là cái tech view trước. Tech view. Tech view là họ tên. Tech view là điểm. Ok. Rồi cái này các bạn cũng tham chiếu như bình thường. Tech view họ tên sẽ cũng gắn bằng file view. Cái này học thuộc nhá, r.id.tech view họ tên. Rồi, copy đi ha. Thôi tôi gõ nhanh hơn. Tech view điểm sẽ gắn bằng file view by d r.id.tech view điểm. Ok. Rồi, bây giờ nè, tôi sẽ lấy dữ liệu nè. Lấy làm sao nè. Nhá. Thì bây giờ ta sẽ dùng cái get get cái intent. Dùng cái hàm get intent ha. Ta sẽ có là get intent chấm get. Ở khi này ta truyền là get theo cái dạng là bundle extra. Khi này ta truyền bằng bundle mà. Ta truyền bằng bundle nè. Thì get bundle extra và ta đặt nó là data. Thì bên này ta sẽ lấy theo cái data. Cái key của nó ta sẽ lấy theo data. Đó. Ok, và ta tạo cái này thành một cái cái này nó khoản nó trả về cái bundle. Nó trả về cái bundle. Ta sẽ tạo cái bundle. Bundle B gán bằng. Được chưa? Tôi lấy được cái gói đấy về rồi. Đúng không ạ? Bây giờ tôi lấy từng thành phần này. String họ tên. Họ tên sẽ gán bằng B.get string. Bên kia tôi truyền là string thì bên này tôi get là cũng get string. Bên này tôi truyền là put string thì bên kia tôi get string và tôi lấy theo cái họ tên. Cái key của nó đúng không? Đấy. Và double điểm. Double điểm sẽ gắn bằng bundle.get double. Lấy cái key của nó là điểm. Được chưa? Rồi. Tôi lấy được hai giá trị này rồi. Nói chung là bên này truyền sao thì bên kia lấy vậy nhá. Bây giờ tôi mới đẩy nó lên cái tech view. Thì ta lấy từ tech view xuống, edit tech xuống thì ta lấy là get tech. Ta đẩy lên thì ta là gì đấy ạ? Set tech. Get là lấy về đúng không?
Khi này ta dùng get text lấy về đúng không? Bây giờ ta đẩy lên ta dùng set text nha. Text view họ tên chấm set text. À, ta đưa cái họ tên vào. Được chưa? Rồi text view điểm chấm set text. Ta đưa cái điểm vào. Thấy lỗi không ạ? Lỗi này lỗi gì ạ các bạn? À, cái đối số nó yêu cầu là text mà các bạn hiện tại điểm đang kiểu gì á? Double, bây giờ phải ép kiểu sang string đúng không? Text đúng không? Thì ta dùng cái hàm là string.value, string.value of, đưa cái điểm vào là ok. Được chưa? Đó, nó ngắn gọn vậy thôi đó. Bây giờ chạy lại nhá. Tôi chạy xong bài này là cho các bạn ngồi làm. Ừ. Rồi, ví dụ như là đây, demo nè. Anh này tên gì con? Cái gì Kha con? Phạm Minh Kha hả? Minh Kha hả? Rồi, thích mấy điểm con? 10. Thích 10 hả? Rồi, ok. Nhấn submit nào. Thấy chưa? Ra được chưa? Rồi. Rồi, Linh Chi được thích nhiều. Rồi là ok, làm tròn thành 1. Linh Chi. Lúc 11 thì giờ chỉ có làm tròn thành 1 thôi chứ. Đó, ra chưa? Ok. Đổi cái sang 9 cho má đỡ buồn nè. Đổi thôi, là ví dụ tao có thôi nè. Được chưa? Hiểu không? Đó, bên này nhận, bên kia nó sẽ nhận hai trang. Nó có gửi dữ liệu đi. Ok chưa? Rồi, hôm nay chỉ demo đến đấy thôi. Nó đã tràn ngập bộ nhớ các bạn rồi. Bây giờ các bạn ngồi làm cho cô. Cô tạm dừng cái anh này lại.